Lễ thượng cờ rủ quốc tang chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sáng sớm nay, ngày 26 tháng 9, lá cờ rủ đã được treo lên tại Quảng trường Ba Đình ở Hà Nội, cả nước bắt đầu quốc tang chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sáng nay, ngày 26 tháng 9, các chiến sĩ tiêu binh đoàn 275, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi lễ treo băng tang lên lá quốc kỳ tại Quảng trường Ba Đình trước Lăng Hồ Chí Minh ở Hà Nội. Nghi lễ treo băng tang được tiến hành song song với nghi thức chào cờ thường ngày vẫn diễn ra trên quảng trường Ba Đình. Nhiều người dân Hà Nội du khách đã tập trung trước lăng Hồ Chí Minh từ sớm để chứng kiến lễ thượng cờ có đeo băng tang để tang chủ tịch nước Trần Đại Quang. Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh, lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay sau khi lễ hạ cờ tối qua 25 tháng 9, các chiến sĩ tiêu binh đã luyện tập thành thục các thao tác và quy trình treo băng tang đúng với quy định. Trên cờ rủ có buộc giải băng đen chiều rộng bằng 1 phần 10 lá cờ, chiều dài tối thiểu bằng một nửa lá cờ. Lá cờ rủ được treo lên đến điểm 2 phần 3 cột cờ thay vì treo cao như ngày thường. Sau khi lá quốc kỳ đã băng tang được đưa lên, khác với ngày thường, trong ngày 26 tháng 9 sẽ không có nghi lễ hạ cờ vào buổi tối. Lá quốc kỳ có giải băng tang sẽ được treo trong suốt 2 ngày 26 và 27 tháng 9 để tưởng nhớ Trần Đại Quang. Cũng theo thông cáo đặc biệt của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang kéo dài trong hai ngày, 26 và 27 tháng 9. Trong hai ngày này, các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng tất cả các hoạt động vui chơi giải trí. Bắt đầu lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đúng 7 giờ sáng ngày 26 tháng 9, lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức long trọng tại nhà tang lễ quốc gia. Đúng 7 giờ lễ viếng bắt đầu, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, trưởng ban tổ chức lễ tang, phát biểu nhấn mạnh đến những đóng góp của Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua nhiều trọng trách khác nhau. Hơn 46 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã cống hiến trọn đời, có nhiều đóng góp với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, được tặng thưởng nhiều hơn huy chương cao quý của nhà nước và quốc tế. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với đảng, nhà nước và nhân dân ta. Ông Bình nói và cho biết, để tỏ lòng thương tiếc, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang với nghi thức quốc tang. Sau phát biểu của Phó Thủ tướng Trung Hòa Bình, mở đầu lễ viếng là đoàn gia đình họ tộc chủ tịch nước do phu nhân dẫn đầu đã thành kính dân hương, dân hoa lên linh cữu. Vòng hoa mang dòng chữ vợ và các con vô cùng thương tiếc. Những người trong gia đình, họ hàng chủ tịch nước Trần Đại Quang thắp hương viếng và lần lượt đi vòng qua linh cữu. Tiếp đến là đoàn ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng đoàn, đoàn của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn, đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn, đoàn Ủy ban Mặt trận Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Hầu A Lành, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn. Vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhà lãnh đạo đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, nhất là với lực lượng công an nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với dân ta. Xin kính cẩn nghe mình trước anh Linh đồng chí, xin gửi đến gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát vô cùng lớn lao này. Bà Vũ Thị Thanh Hồng, 66 tuổi, ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội, cùng với bà Hoàng Ngọc Hoa, 75 tuổi, có mặt hiện tại cổng nhà tang lễ quốc gia từ rất sớm. Bà Hồng cho biết, khi nghe tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, bà rất thương tiếc dù trong suốt quá trình công tác chưa từng có cơ hội được gặp chủ tịch nước, nhưng hôm nay, trong giây phút tiễn biệt, chúng tôi chỉ muốn vào viếng để được gặp Trần Đại Quang lần cuối. Bà Hồng nghẹn ngào. Ngoài 6 vòng hoa của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính ủy, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình được chuẩn bị trước, các đoàn đến viếng được khuyến cáo không mang vòng hoa, chỉ mang băng vải đen, ghi dòng chữ trắng kính viếng. Dưới có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức cá nhân, để gắn vào 30 vòng hoa được luân chuyển do ban tổ chức tăng lễ chuẩn bị. Theo kế hoạch, lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức vào 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9 tại nhà tăng lễ quốc gia. Cùng thời gian này, tại hội trường thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và hội trường Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức lễ viếng truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Lễ an táng từ 15 giờ 30 phút cùng ngày tại quê hương của Trần Đại Quang, xóm 13 xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Toàn bộ lễ viếng, lễ truy điệu và an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong hai ngày quốc tang tại cả 3 địa điểm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng đài truyền hình Việt Nam và đài tiếng nói Việt Nam. Trong hai ngày quốc tang các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi giải trí. bên cạnh đó, trong hai ngày quốc tang, nhiều tuyến phố tại Hà Nội sẽ bị cấm đường để phục vụ lễ quốc tang. quý danh giả thân mến, ở Việt Nam người dân nói xấu lãnh tụ là bị đi tù, còn lãnh tụ chơi xấu nhau thì mau xuống âm tì gặp bác. chính trường cộng sản Việt Nam thối nát, tranh giành dẫm đạp lên nhau để được ngồi mát ăn bát vàng. thế nên càng có nhiều quốc tang thì người dân càng thêm hả dạ mát lòng. Mời quý thính giả theo dõi bài viết Lãnh tụ băng hà, người dân hoang ca, chế độ đó sắp ra mà, qua chuyên một người dân tự quyết của Lý Trần Công sẽ được hướng dương trình bày. Hai người dùng Facebook ở thành phố Cần Thơ hôm 22 tháng 9 năm 2018 bị tuyên án tù vì đăng tải những bài viết bị cho là xin trích, có nội dung nói xấu, bôi nhỏ lãnh tụ vô sản quốc tế, lãnh đạo đảng và nhà nước, chủ tịch Hồ Chí Minh và xuyên tạc đường lối của đảng và nhà nước. Hết trích giữa lúc Việt Nam tăng cường trấn áp quan điểm bất đồng chính kiến trên mạng theo luật an ninh mạng được thông qua hồi tháng 6 năm nay. Người ký ban hành luật an ninh mạng cũng là một lãnh tụ trong tứ trụ triều đình Cộng sản Việt Nam, cũng vừa mất mạng bởi các đồng chí virus hiếm và độc hại. Nói xấu lãnh tụ Cộng sản Việt Nam không phải là phản ứng độc quyền của người dân trong nước, nhưng lãnh đạo Cộng sản Việt Nam còn bị bêu tên bởi các tổ chức quốc tế về những hành vi vi phạm trắng trợn các công ước quốc tế mà họ đã tự mình ký cam kết đại diện khu vực châu á của tổ chức theo dõi nhân quyền human rights watch có trụ sở tại mỹ ông phil robertson ra tuyên bố nêu rõ di sản của ông trần đại quang là tình trạng đàn áp nhiều năm trời đối với nhân quyền tại việt nam số tù chính trị dưới thời ông quang trong thời gian gần đây là nhiều hơn cả ông trần đại quang hơn ai hết là người phải chịu trách nhiệm trong biện pháp cho Bộ Công an can thiệp vào mọi lĩnh vực cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam, gia tăng sự hiện diện của công an. Từ đó dẫn đến mọi vi phạm nhân quyền, tham nhũng, tống tiền. Cách này không lâu, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc, ông Zeralek, tuyên bố, xin trích, Việt Nam là tâm điểm của tội phạm có tổ chức. Quốc gia này đã trở thành một nguy cơ an ninh hàng đầu, hết trích khi đề cập đến vụ Cộng sản Việt Nam bắt cóc người tại Đức đưa về Việt Nam. Riêng người Đức không những nói mà còn hành động khi nêu tên Bộ trưởng Công an Tô Lâm cùng 11 sĩ quan công an khác, chính là những tên tội phạm xuyên quốc gia và đóng băng ngoại giao giữa hai nước. Người dân Việt Nam không thể không công nhận là Đảng Cộng sản Việt Nam giờ mang danh hiệu là băng đảng tội phạm quốc tế và có lời khen ngợi tài lãnh đạo sáng suốt của Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã làm hôi tanh nước Việt, mà từ cổ chí kim chưa có ai làm được như thế. Mấy ngày gần đây, người dân Việt Nam nhìn sang xứ Kim Chi mà vui buồn lẫn lộn, vui vì thấy các nhà lãnh đạo của Triều Tiên và Hàn Quốc đã thực sự tuyên bố chấm dứt tình trạng chiến tranh và thù địch suốt mấy mươi năm qua giữa hai miền, cũng như đẩy mạnh tiến trình thống nhất hai miền trên bán đảo Triều Tiên. Như lời Tổng thống Hàn Quốc viết Trước khi cùng với nhà lãnh đạo Kim Jong Un bước lên cầu thang để vào phòng hội đàm rằng, hòa bình và thịnh vượng là khát vọng chung của đồng bào chúng ta. Nghe đến hai chữ đồng bào càng làm cho người dân Việt Nam đau xé ruột gan, bởi cách nay 43 năm, Việt Nam phải trả cái giá quá đắt với cái chết của 4 triệu sinh mạng người Việt Nam rải thảm cho bước chân xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm Cộng hòa miền Nam. Trên thực tế Việt Nam đã thống nhất hai miền, nhưng chính người cộng sản đã duy trì mầm mống chia rẽ dân tộc này từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho tới nay. Lòng dân Việt Nam vẫn chưa thật sự thống nhất, còn độc lập mà cộng sản Việt Nam thường rêu rao chính là việc ngày nay họ chuẩn bị dâng nước Việt Nam cho giặc tàu. Người dân sẽ có tự do khi luôn làm theo ý đảng. Nếu nói xấu đảng thì đã có nhà tù còn hạnh phúc là người dân phải hài lòng sống trong cảnh đói khổ, cơ hàn và vui sướng khi nhìn thấy các lãnh đạo của đảng và nhà nước được sống trong nhung lụa, xa hoa, lâu đài tráng lệ, vân vân. Có một câu ví von khá hài hước rằng, người ta có thể mang con khỉ ra khỏi khu rừng, nhưng người ta không thể mang khu rừng ra khỏi con khỉ. Chủ nghĩa Cộng sản bản chất thực dựa trên dối trá và bạo lực còn kẻ theo cộng sản bị tiêm nhiễm và tẩy não bởi những thứ lý tưởng không thực tế danh hiệu đệ nhất u mê xã hội chủ nghĩa không ai qua mặt được đồng chí nguyễn phú trọng trong khi liên tiếp hai nước cuba và bắc hàn đã và đang chối bỏ chủ nghĩa cộng sản hoang đường để trở về làm người lương thiện người dân việt nam không thể tìm thấy ở chế độ cộng sản có gì đó nổi bật để đáng khen ngợi chẳng lẽ người dân chúng ta khen cộng sản việt nam rất giỏi bán nước hèn với giặc mà ác với dân rồi phải khen lãnh đạo cộng sản việt nam có tài tham nhũng ăn cắp quen tay khéo vay mượn nợ hay phải tặng bằng khen cho cộng sản việt nam về thành tích anh hùng các lực lượng cướp đất chiếm nhà dân phá chùa đập nhà thờ thì cộng sản việt nam mới hài lòng tham nhũng hủy hoại môi trường bắt dân làm lao nô đĩ điếm xứ người ung thư lao phổi nhiều tiến sĩ, giáo sư, vân vân. Thế giới họ đều công nhận Cộng sản Việt Nam đứng hàng đầu thế giới nhờ ơn bác và Đảng lãnh đạo. Kết luận lại việc người dân trong một đất nước có nói xấu lãnh tụ cũng không đáng sợ cho bằng khi một ông chủ tịch nước, tổng bí thư hay chủ tịch quốc hội hoặc thủ tướng chết mà dân chúng reo hò mừng vui như vừa thoát khỏi gông cùm xiềng xích của chế độ thì rõ ràng chế độ đó đang trên đường diệt vong hai câu sấm đang lan truyền trong dân chúng dưới đây đang dần ứng nghiệm bỉnh trúc vô minh quang tự diệt trọng ngân bạc phúc sản tất vong